Hai Mận ở nhà cậu Tùng, cậu Út. Cháu bỏ bắt đầu rồi. Không được. Cải tiến ghê, cũng biết đường làm cái hái nên mấy hồi rung là nó rơi hết. Mèo tham gia hái mận. Tham gia hái mận phấn khởi. Úi trời, bưng 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 mèo bưng mận của bác bác Nga đem vô cho ba đi, đem ra cho ba đi. Ôi trời, nó lượm cái trái ở dưới này nó xí xí, đem cho ba, cho chó, đem cho ba Tùng. Để cho bác Năm rổ đâu, Ken lấy rổ đâu, đem cho em. Ôi trời ơi, nó đổ hết xuống dưới nền kìa. Ken nhanh lên, đem lấy rổ cho em, bỏ vào, nhanh nhanh. Chạy đi. Lượm bỏ vào. Đây, bỏ đây, đó, ui giỏi quá. Rồi, bưng ra đây, bắt nó bưng. Ui, bỏ ra ngồi rồi. Lượm lấy, dậm lấy nữa kia. Thế nãy chưa kịp có rổ là nó đem đổ xuống đất. Đây, đi ra xem mẹ hái. Bưng ra. Đi, bưng ra, mèo. Ra đây hái mận, đâu rồi, không hái nữa hả? Quá, sản phẩm mận xanh nhà cậu Út nha. Sản phẩm lao động buổi sáng công ích nha. Buổi sáng thứ bảy kiếm mận ăn à. Đúng, rơi bể đầu. Ồ, sao nó rơi hết á? Đụng vô lần hết. Cái rổ đâu cái? Đây ở dưới đây. Hái vô đây mất hải. Ô nhiều. Hái lượm mấy cái to nữa. Chứ mẹ không biết bỏ đây. Mấy trái một cái có hải lượm vô đó mất hải. Hả? Lượm. Ô tiếp kìa. Ô. Này mận này. Mận của nhà cụ Út này hái xuống. Ô ngọt lắm. Đừng ra xe con. Ô xe. Đừng chạy ra đường, xe. Ô lượm bỏ vô Ken. Lượm bỏ rổ. Mấy cái trái to lượm bỏ rổ nhanh lên. Ô trời. Lượm đi con. Ken. Lượm trái này này. Đó, lượm bỏ rổ đúng rồi. Trái kia. Trái kia. Lượm bỏ rổ. Đụng vô lẫn đó chưa đụng. Ô trời. Có nhiều quá. Nhiều quá. Có nhiều quá. Ngon quá. Ơ chưa phấn khởi. Nhiều quá đâu thái giùm mua. Trời ơi, em thích. Em đau nhưng mà em thấy hái mận em thích. Em hai ngày nằm bệt quấy mẹ. Cái chỗ để bắt ca bắt qua. Đừng ra đường con. Xe. Đi vào trong lỡ xe nó ấy nó tông vào người rồi. Ôi lượm vào đi Ken. Lượm bỏ vào cứ được đó, lượm bỏ vào. Cái trái rơi ngoài kia nữa kìa Ken kìa. Ôi chỗ đổ bây giờ. Ôi rồi đang mệt thế mà cũng bưng cả rổ đi. Đừng con ơi, đừng bưng con, bỏ xuống đổ của bác hết kìa.
Đồ ôi đó, thành quả. Ú, chà ngon quá. Lượm trái kia nữa kèng. Đó, em phấn khởi quá, đừng ra đường nha. Em đau 2 ngày. Em đau 2 ngày em không có làm gì được. Ôi trời ơi ruộng. Lượm bỏ rổ. Lượm bỏ rổ sao lại rụt đi? Rồi. Ôi trời nó đựng. Để hăng dập cũng ăn. Mấy trái dập này cứ ngọt ngọt á. Mận xanh này, cái cây mận này lâu lắm rồi ở trồng nhà mẹ. Mà nó ngọt lắm. Xanh. Bỏ trăm mất sao vô bà. Dạ. Mấy cái to không? Kệ phải chấp nhận thôi chứ. Chấp nhận thêm đâu. Ôi đừng có leo ngã con. Cây cũng không cao lắm. Cái mận này nó dễ bị rụng lắm. Gió hơi mạnh chút với lại là thọc cây vô mà. Thọc cây mà là hái mà là nó cũng rụng. Đừng có ra đường con nhá. Em chơi à, hai ngày em không có nhúc nhắc được. À em cầm trái mận à, thích quá nhỉ. Chạy vô lấy cái rổ nữa đi con. Hai trái to thôi, còn để hôm sau ăn không hết thì để nó hỏng. Thôi để hôm sau chừng nó được rồi. Thôi đi vô. Bưng. Nặng nó làm sao nó. Bưng đi mèo. Ô, thu hoạch. Ôi nặng quá mèo bưng không nổi. Bưng đi con. Ôi trời, nó đổ hết xuống cống bây giờ. Bưng đi hai anh em kia. Đây. Ôi trời, nó không có cho cái gì rồi, dễ sợ chưa. Nó không có cho bưng, nó không có cho khiêng cùng chứ. Lên làm sao được. Đó. Bác Bưng nghe. Rồi đi vô với bác. Đi vào ăn. Ăn mận nha. Chờ xíu bác Hải trở về luôn giùm cho bác Hải. Chở cái gì? Chở nhỏ về luôn bác. À, chở về đâu? Đi học đến đây, nay chủ nhà em á. Em cũng đi cho mỗi người một quạt á. Chia cho à? Cho không được ngang nhau. Ờ đúng rồi. Nhiều mà ăn làm sao hết. Mà có ít thì cũng không được dành nhau. Để chia cho. Đúng rồi. À. Ừ. À, lại ô à, kiếm rổ nữa đấy. Rồi, để đây nghe. Bây giờ mỗi người một quả. Từng quả mới có mấy phút à? 5 phút à? Mỗi người một quả ăn đi. 5 phút là được một rổ mận rồi. Ngọt kinh á. Ngọt kinh đấy. Ăn thử đi. Không. Chua. Đây. Ừ, bỏ lên đó. Nhớp. Nhỏ tới giờ đi học chưa? Dạ chưa. Con ăn thử. Này bưng cả rổ mặn đi đó. Cho mẹ đi. Ngọt lắm là. Cho mẹ miếng coi. Mình lên ký nhờ cây mặn. Ăn mặn mà lên ký. Anh mặn ký đó. Anh mặn. Mày có con trái nghe. Chụp cả nhà ăn sáng bằng mận. Để đâu cho hết. Ê.
cả nhà ăn sáng bằng mận phải mua cái két sắt mà đem về mà bỏ tiền chứ không, tiền bỏ đâu cho hết. Mèo, mèo đâu rồi? Mèo không ăn mận à? Chán rồi, lấy ghế ra ngồi. Nhìn rổ mận ngon mà thực ngon thật. Ôi cha, nó cho bác à. Ú cha giỏi quá nhỉ. Mèo con cho bác quả mận. Nặng như gớm hả? Chua thế. Chua thế à? Ngọt mà. Không, mặn quả ngọt luôn, cái chua. Càng già càng ngọt mà cái mận này càng già càng ngọt. Nhưng mà đụng vô là đụng hết chả mai. Đây nó sáng đầy sao? Có rụng này cũng không có bỏ đi, bởi vì nó cái cây mận này nó nằm từ trong thân đi ra luôn mà. Cây mận này nó ngọt lắm. Á, nó lại cho tiếp à? Nào, ô rồi Thảo ăn quá. Quả mận này, quả mận ngon chưa? Quả mận này ngon chưa? Ô. Ăn 10 quả là no mất. Cho ba kìa. Ôi giỏi. Ôi trời, nó bay hơi thuốc vô đây. Ghê quá. Giỏi quá. Ngày hôm qua thì đụng được cái là lại lại được. Được cái là Thảo ăn. Này cặp đeo đi cho ba nè. Nắng sáng cho tốt. Hôm qua nó làm mấy cái ngày. Bác đi 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 phục vụ từng bước chân một. Từ từ thôi. Ôi trời. Ôi trời ơi. Nó háo hức quá nhỉ. Ôi trời ơi, nhìn chứ. Bất chấp. Đi 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 là thấy đồ là bất chấp, không cần biết là chỗ nào, cứ thế tuông. Mà được cái là ít quấy, đụng đầu mà cũng không khóc là giỏi, ngoan ghê. Gặp đây là nãy chưa tay tua rồi nè. À, bác Hải đi à? Đây là phải đi làm nhiệm vụ quốc tế, đưa bé nhỏ đi học. Tạm biệt nha.